Em rồi đang nghe thấy mình nghe Tuấn Anh đấy. Không được rồi anh Tuấn Anh ơi. À được rồi, có khả năng được. Rồi xin chào anh Tuấn Anh. Alo, chào các cô bác, các chú, các anh, các chị và các em trên diễn đàn. Tôi đây hôm Dạ nay chào anh nói cả. về mẹ nấm. Tại vì phiên tòa xử mẹ nấm Nguyễn Thị Như Ok. Quỳnh là tại Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Đà Nẵng. Em phải hiểu hết rồi. Em phải biết. Tại vì em nghĩ là nếu mẹ nấm, nói về mẹ nấm Như Quỳnh đó, là đúng. Luật pháp Việt Nam rất là đúng. Tại vì mỗi người Việt Nam sống và lớn lên. Tại vì mẹ nấm sinh năm 1979, em nghĩ cũng có học dưới mấy trường xã hội nghĩa là phổ biến sống và theo hiến pháp và luật pháp của Việt Nam. Tại vì mẹ nấm đi quá, đi quá sức. Mẹ nấm đi, không biết là em nói ra không phải là em nói một cái gì đó, là mẹ nấm khi mà em đứng bên tòa án em nghe đó, là mẹ nấm là tuyên truyền xuyên tạc nhà nước Việt Nam mình, cấu kết với tụi nước ngoài, cấu kết những nước không có thiện chí với Việt Nam mình. Ok. Em dùng cái từ là không có thiện chí, từ đó họ, những cái nước đó họ không hiểu về luật pháp Việt Nam mình như khác đâu. Cái mưu đồ của mẹ nấm này chỉ được đi Mỹ thôi. Nhưng em chỉ nói một câu, những người như mẹ nấm cũng nên rời khỏi Việt Nam đi, tại vì dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam và con người Việt Nam mà không công nhận mẹ nấm đâu. Tại vì em thấy là ví dụ như bình thường một cái đất nước đang hòa bình, nếu mà nắm mà suy nghĩ, mà nắm phải học sử, mà nắm phải biết những cái gì đó nhà nước hay là gì đó những chiến sĩ đã hy sinh để các giành lại độc lập tự do cho đất nước. Nhưng cái ý thức cá nhân của mẹ nắm là thích sung sướng, lợi dụng cái tính trị để mà tuyên truyền, để mà được đi Mỹ thôi. Còn ngồi ra em thấy mà nắm chẳng là cái gì hết trơn. Em nói đối với em ngày nay em thấy không là quan trọng, đối với mà nắm là không quan Đúng trọng. không? Tại vì đang mà nắm là người không hiểu được. Em nói ra nhiều lúc đó, nói ra phản động hay là khác, chẳng có một cái gì đó nhân quyền hay nói ra để được đi Mỹ để kiếm tự sung sướng hay là một cái gì đó khác thôi. Em chỉ nói, em thì khẳng định một cái điều nữa thôi. Còn gì ra, tại vì mà nắm đã từng vu khống, mà nắm đã đưa ra những cái trường hợp là công an Việt Nam mình là đánh đập, giết chết người ta trong đồn công an. Mà thật tình đó là công an Việt Nam mình nó bắt những thằng tội phạm, những thằng Vâng. xì ke ma túy, những thằng đi khác thôi. Nó vô nó ngáo đá, nó chết, sức khỏe nó không có, nó chết thôi. Từ đó mà nắm mới thu nhập, anh bà biết không? Thu nhập những cái đó, đưa ra những cái bắt đầu á, nếu bắt đầu là mẹ nắm thì có mua đồ, mẹ nắm bắt đầu link của blog riêng đưa ra những cái gì đó, những nước coi như là họ không hiểu, tìm hiểu những nước là em nói là những người không có thiện chí với Việt Nam mình á, anh bạn phải không, Vâng. không có thiện chí đó. Và từ đó rồi đó họ tạo nên, họ bằng cấp lên của một bằng là người phụ nữ Việt Nam gì khác, đó là cái mưu đồ của mẹ nắm. Thế em nghĩ, tại vì nếu mà người dân Việt Nam mình, em nói làm như rứa thì cũng không được thôi. Anh đừng bao giờ anh bán đứng tổ quốc như rứa. Nếu anh muốn, anh làm, anh bỏ sức lao động ra, anh làm giàu, hay Vâng. một cái gì đó, anh kinh doanh đồ, anh giàu lên khác đồ, bắt đầu anh gửi con, anh đi học đi khác đồ. Anh đừng bao giờ anh đem đất nước Việt Nam mà anh bán đứt, bán đứng như rứa để mà anh được đi Mỹ hay là khác. Em không bao giờ em tâm đắc đối với nó, tại vì em quá, em đã tìm hiểu để mà nắm rất là nhiều. Còn nói về chuyện mà nắm trong ngày nay á, không biết trên diễn đàn đi á là có các anh Việt Kiều hay có bác Việt Kiều đứa khác rồi, có bác cứ mở ra ngày nay trùng với ngày của mẹ nắm luôn. Thấy em rất là tự hào về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Đúng. khi mà qua mà ngày mẹ nắm giải sóng, mà không phải Đàm Vĩnh Hưng ngày nay giải sóng cả phố Usa luôn. Đúng. Ai? Đúng.
Đàm Vĩnh Hưng anh đi giải sóng ở xa, mà mình nghĩ đó là cái sự xuyên tạc của bình thường đó, người dân giờ trời họ quá hiểu rồi. Trong lúc mà em thấy là ba qua hay là một cái gì đó, Rồi mình cầm cờ em thấy biểu nó tình rất là nọ bình, kia vẫn nó đi lèo thèo mấy nó ông rất là già bình thường. đúng không? Em nghĩ họ đang ăn trong đó, Ừ. họ đang ngồi ăn mà ngồi đi biểu tình. Em thấy nhiều cái mà rất, một cái gì đó ngược 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 đời, một cái gì đó là hoàn toàn khác đó. Phải tìm hiểu nhục cái điều đó. Em chỉ mong á là cái diễn đàn của anh Bằng mình sống là diễn đạo sống xuyên tạc đi khác rồi, là chỉ mong người dân hãy thức tỉnh những cái gì đó, những cái thông Mà tin gì đó. cái loại như thằng dân phạm ấy sang đấy có như cứ ngửa miệng lên cứ mượn Mỹ thơm lắm, bọn dân Dạ phạm không, cực đoan ấy nó bảo như thế. dạ Đây là anh mình nói với cái thằng dân phạm này, không biết mọi người bảo nó nói là thằng Hùng Phạm đấy. Mày cứ sang đi, trời ơi bây giờ coi như ta tao mà là cái chính phủ Việt Nam cái loại mà coi như là chống chế độ như mày mà, coi như là tao tống mày đi lâu rồi. Rồi anh Tuấn Anh Ở hiện đây nay có cô Nguyễn Hoa này đang muốn ấy, cô là một cái người sống ở bên Mỹ rất là lâu năm rồi, 40 mấy dạ, năm. cho em nói Vâng chuyện đây. Em nói là rất là tăng thật, rồi em là người rất là tăng thật. ok, Em nói chung vâng không mấy khi mà cô Nguyễn Hoa lên tham gia chương trình đâu nhé, rồi mình sẽ cảm ơn dạ, em Tuấn nói Anh. rất là tăng thật. Tất cả từ ở ngoài nước, Vâng tôi nhân ngày 20 chuẩn bị, trong nước vâng ngày mai, nay vâng 20 cô ạ, mai là lễ ngày phụ nữ 20, gì đó, thì vâng 20 mai là ngày bữa 20 tháng nay 10. là ngày mai hả? Vâng ngày mai À ok, ngày Việt Nam dạ thì cũng cháu thay mặt tất cả anh em trên diễn đàn này chúc cô cũng là một người Việt Nam hiện nay đang sống ở Hoa Kỳ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc ạ, và thành đạt, và chúng cháu rất mong dạ được đón cô coi sớm trở về đất nước Việt Nam yêu dấu của cô. Dạ. ok, cũng rất cảm ơn con, và cũng chúc những người phụ nữ ở bên Việt Nam Dạ. được sống vui vẻ hạnh phúc. Chứ còn con chúc cô hạnh phúc bên đây thì cô xin cảm ơn con rất nhiều, nhưng mà không có hạnh phúc như con nghĩ đâu. Rất buồn lắm. Dạ. Trôi dạt trên xứ người mới có hơn 47 năm thôi Vâng. đó, nhưng mà cô được mơ ước mà sống bên nước Việt Nam. Bây giờ thì cô đã lớn tuổi rồi, thì cô cũng ăn cái tiền tiền hưu của cô rồi, thì cô dư sức sống ở trên cái đất nước Việt Nam. Dạ. Nhưng mà điều kiện của cô nó khác hẳn Vâng. mọi với cái điều kiện của những người khác. Dạ vâng, Không? cháu Thành chúng cháu hiểu ạ. dạ. Dạ. Dạ, thành ra nghe, mẹ nắm qua bên đây thì theo cô biết thì phút đầu thì cũng có người giúp đỡ, nhưng mà họ chỉ bảo lãnh trong thời gian nó có gia hạn, có thể là 5 năm. Rồi sau đó, sau khi đó cô ta học rồi cô ta đi làm, mà nếu đồng lương của cô ta mà không đủ sống trên đất Mỹ này thì rồi người ai vô đó là những người đóng thuế vô nuôi con cô ta tới 18 tuổi. Đó, tự vì cô ta làm cái lương thấp thì chính phủ Mỹ nó sẽ trợ giúp. Nhưng mà xin thưa cùng với các vị, đừng có mơ, đừng có quan tưởng. Ở bên đây xứ người buồn lắm. Ok, tôi sống bên đây bốn mấy năm rồi đó, thành ra các vị đừng có mơ, mơ qua bên đây cũng cực khổ lắm chứ không phải sung sướng như là các vị nghĩ đâu. Đừng có mà mơ mộng, thà là mình sống ở nước nước Việt Nam đi, thấy không, cho nó như vậy mà mình còn hạnh phúc, còn vui vẻ. Hiện giờ là tôi sống một mình với con chó đó, thì con cái nó sống một nơi một khác hết chỗ rồi, thành ra nhiều khi buồn lắm. Chỉ có là ngày lễ Thanksgiving với Christmas thì tụi nó tụ về thôi, còn ngoài ra đó hả thì đứa biền biệt, mà nhiều khi không không tụ về trọn được nữa. Đứa này thì về, đứa kia không về, tự nó còn công ăn chuyện làm của nó nữa, vì nó không có, nó ở xa đó, thành ra nó Dạ. về nó không có thời gian nhiều đó. Thành ra các vị, tôi mong rằng các vị ở ở bên Việt Nam đi, không còn có chiến tranh, rất là yên bình đó, sống hạnh phúc bên đó. Các vị chịu khó đi làm thì no cơm ấm áo thôi, còn cái sự giàu nghèo là cái số nghiệp của mỗi người, chứ Dạ. đừng có mơ mộng qua đây. Nếu mà nói so lại đó, tôi qua đây lâu thiệt, nhưng mà nói giàu á thì chắc có lẽ tôi không giàu bằng Việt Nam đâu. Nhưng mà tôi Dạ. chỉ giàu là giàu nhân tâm thôi, chứ đưa tiền thì tôi không có giàu. Tại vì lương công chức nó không có
nhiều, giống như là những người thương buôn nó khác, còn lương công chức thì nó căn bản đều 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 đều. Cái thằng Thành thanh niên ra nó nếu nói như chung cẩn quy, thận nhé. nếu chung quy mà so lại đó thì tôi nghèo. Nhưng mà nghèo nhà nghèo giàu thì cái đó mình cái gì mà giàu cái gì mà nghèo. Nhưng mà bây giờ cái ước mơ của tôi đó là muốn về Việt Nam. Tôi muốn sống ở bên Việt Nam, tôi thấy có tình người và rất Dạ. rất là phát triển. Hồi hồi xưa tôi ở, tự vì tôi ở trong thời chiến tranh thì không thể nào tôi so bì với được cái thời Thái Bình đó. Thành ra tôi cũng mong rằng các vị nào á đừng sống trong quan tưởng ở bên Việt Nam. Mình hạnh phúc những gì mình có đi, thì cái đó là lời mong muốn và yêu cầu của tôi. Dạ. Các vị sống bên đó đi, thì giờ đất nước yên bình rồi, không có chiến tranh. Thành ra các vị vẫn hơn tôi là sống trong cái thời mà hòa bình, còn tôi thì sống trải qua thời chiến tranh. Thì chỉ lên một chút vậy thôi, thì cũng mong rằng các vị ở bên Việt Nam, những người mà có hoang tưởng đó, mà mong mỏi rằng đi đi ra nước hải ngoại này sống á, thì các nước nào thì tôi không biết, nhưng mà nước Mỹ này thì tôi đã sống 47 năm rồi, Dạ. thấy không? Thành ra tôi cũng nhiều ít chắc tôi cũng hiểu nhiều. Thành ra đó tôi cũng mong rằng các vị vui hạnh phúc bên cạnh gia đình con cháu các vị đi, ở bên Việt Nam đó, cha mẹ ông bà gì đó, thì tôi mong mỏi là như vậy. Và chúc các vị sống Dạ. hạnh phúc trên cái đất nước quê hương Việt Nam mà tôi mơ ước. Tôi cũng mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở về, dù một ngày cũng được, phải không? Nhưng mà tự vì cái điều kiện của tôi nó khó khăn, thành ra tôi không thể nào tôi đi được. Nhưng mà tôi mơ ước dù một ngày tôi đi tới Vâng. được mà tôi nằm xuống Thì thì tôi cũng cháu vui nữa. vâng cháu cũng rất là mong cô thử lúc nào cô lên cái tổng lãnh sự quán ở Francisco cô hỏi xem như thế nào. Thì cháu nghĩ là nói chung là hiện nay đất nước Việt Nam ấy, những cái gọi là cái thủ tục hành chính ấy, hoặc cái nọ cái kia ấy, thì là hiện nay rất là thông thoáng rồi. Thì là cháu mong cô là cũng sớm trở về thăm cái nơi cô sinh ra và lớn lên ở một cái thời gian cũng khá dài. Vâng. Dạ chắc lên đó phải nhờ ông Trump quá, nhờ ông Không, Trump theo cháu nghĩ là hiện nay cái chính phủ Mỹ thì người ta cũng 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 ấy rồi, cũng đỡ rồi, cô thử xem. Vâng cháu, vâng. thì con nói thì nó dễ nhưng mà không phải dễ như con nghĩ đâu. Chỉ có ông Trump ông chờ ông ký thì chắc có được. Vâng. Thành ra thôi chuyện đó đi. Bây giờ Vâng. chung quy bây giờ những người bên Việt Nam mà sống hạnh phúc bên nhau đó thì Vâng. họ sống hạnh phúc, họ vui vẻ là cô vui thôi, cô cũng Dạ không cần phải về vâng Việt Nam nữa, vâng thì thấy cháu không? nói với cô Tôi nhìn là thấy cảnh nói chung là vâng dạ cái cuộc sống của chúng cháu ở hoặc là người dân Việt Nam thì cũng không phải là giàu có về tiền bạc như ở bên Mỹ, nhưng mà chúng cháu hiện nay chúng cháu sống ở đất nước Việt Nam, ở một đất nước đang phát triển, và nói chung là chúng cháu sống hạnh phúc. Thì cháu mới nói với cô là không biết là những lần trước cô có xem chương trình của cháu không, thì hiện nay ấy, cháu báo với cô là hiện nay có một cái tổ chức thuộc một cái tổ chức của chính phủ Anh, người ta xếp hạng hạnh phúc ấy của Việt Nam là đứng thứ 5 trên 140 nước, còn ở Mỹ là đứng thứ 104 trên 140 nước. Thì như thế là chúng cháu thì cứ cảm thấy sống hạnh phúc là được. Còn cái chuyện cái khái niệm hạnh phúc của mọi người thì chắc cô là người lớn tuổi cũng biết, tức là chúng cháu hài lòng với cái cuộc sống của chúng cháu như thế là hạnh phúc rồi. Còn cái chuyện giàu nghèo các thứ thì nó vô vô tận lắm cô ạ. Vâng. đúng rồi, không cô đồng tình với con về chuyện đó. Tự vì nếu mình nghèo mình bên cạnh nhau mà hạnh phúc nhau đó là cũng vui rồi. Tự vì Dạ. khi mình nằm xuống rồi tiền mình đâu có mang theo đâu đó, thành ra cái Rồi, gì chào Lợi hiện Minh. giờ là hạnh phúc là trên 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 hết đó. Vâng. Thành ra cô chỉ đôi lời gửi nhắn gửi về những người Việt Nam bên đó đó, sống hạnh phúc đi, thì các vị hạnh Dạ. phúc bên đó là tôi hạnh phúc đó. Thành ra chỉ có như vậy thôi, thì cô chỉ lên là chia sẻ một ít vậy thôi ha. Rồi Dạ vâng. một ngày nào cô về rồi lúc đó là sẽ biết, chứ bây giờ chưa 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 dám hứa ha. Dạ Ok thôi, dạ cô cũng vâng, chúc tất cả đồng bào bên Việt Nam sống yên vui nha. cháu tạm biệt cô, cũng Ok. rất rất mong đón cô ở tại đất nước Việt Nam. Vâng.